Chào tất cả mọi người, sản phẩm hôm nay mình sẽ làm các cái ghế mini từ các vỏ nắp chai như này. Mọi người cùng xem cách mình làm sản phẩm này nhé. Mọi người nhớ ấn like và subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.